Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị, và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Kính thưa quý vị, cơn bão Nisat hay còn gọi là cơn bão số 6 đang càn quét đất liền của Trung Quốc. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc vào bản tin 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, cơn bão Nisat đã đổ bộ từ Biển Đông tiến vào quần đảo Hải Nam, tàn phá tất cả những cái nơi căn cứ quân sự và cảng biển, cũng như tàu biển của phía Trung Quốc ở hòn đảo này. Sau đó, nó tiến sát vào bờ biển ở tỉnh Quảng Đông và bây giờ thì nó đang tiến vào quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện tại thì thảm cảnh lũ lụt ở Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, nhiều nhánh sông và nhiều con đê nằm trên con sông Dương Tử, con sông Hoàng Hà, sông Mekong đang nguy kịch và nguy kịch nhất trong vòng 300 năm trở lại đây. Nhiều tờ báo của Trung Quốc cho biết, một nhánh sông Dương Tử đang gặp nguy hiểm và 10.000 dân đang mắc kẹt trong biển bùn sau những trận mưa lũ kéo dài trong suốt gần 3 tháng vừa qua chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tờ Tân Hoa Xã đưa tin, lũ lụt Trung Quốc khiến cho sông Bạch Thủy, một nhánh sông của con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà rơi vào tình cảnh nguy kịch nhất trong vòng 300 năm trở lại đây. Vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm qua, đỉnh lũ đo được tại con sông này lên tới gần 5 mét. Như vậy là đỉnh lũ đang ở mức độ cảnh báo đỏ. Đứng trước tình cảnh nguy hiểm cấp bách kể trên, Sở Thủy lợi cũng như Trung tâm Cảnh báo Động đất Sóng Thần của Trung Quốc đã phát đi thông báo đề nghị người dân phải sơ tán khẩn cấp ngay trong rạng sáng ngày hôm nay để lên những đỉnh núi cao tránh trú. Thậm chí có thể nhờ Việt Nam mở cửa biên giới để sang trú ẩn, nếu không nguy hiểm sẽ dồn dập đổ xuống. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon ngủ không yên khi liên tục mưa to gió lớn, động đất sóng thần, bão tố mịt mờ đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc. Hơn 60 ngày đêm vừa qua chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh. Tính đến 24 giờ đêm ngày hôm qua, mưa lũ đã làm hỏng gần 50 km đường cao tốc nối từ tỉnh An Huy sang Phúc Kiến và đánh sập một con đường cao tốc nối từ tỉnh Hồ Nam sang tỉnh Hồ Bắc, buộc chính quyền địa phương của các tỉnh như An Huy, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tây, Giang Đông, Thượng Hải, Thâm Quyến đang điều động đội hình cứu trợ cứu nạn khẩn cấp để cứu những người dân đang bị mắc kẹt bởi bão tố. Kính thưa quý vị, theo Cục Thống kê Nhanh Nhà nước Trung Quốc cho biết, trận lũ quét và siêu vòi rồng đêm ngày hôm qua đã làm cho 1.789 căn nhà bị tốc mái, hàng trăm ô tô bị cuốn trôi xuống sông Trường Giang. Căn cứ quân sự của Trung Quốc đã bị đánh sập, nhiều nhà ga, bến cảng, trường học, bệnh viện bị phong tỏa và niêm phong. Tình hình thê thảm của Trung Quốc là như vậy. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn không quan tâm tới điều đó. Chính quyền của ông ta vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm Biển Đông, bằng chứng rõ rệt nhất, hãng CNN của Mỹ đã tố cáo chính quyền Bắc Kinh hôm qua liên tục điều tàu chiến, điều máy bay, điều tên lửa tiến ra ngoài Biển Đông để thách thức thế giới. Hãng CNN của Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã lên án chỉ trích gay gắt phía Bắc Kinh khi nói rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình 5 năm trước đây tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, ông đã hứa rằng Trung Quốc sẽ không dùng vũ lực cũng như quân sự ở ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ đã vạch trần tội ác của Trung Quốc khi nói một đằng là một nẻo. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong 5 năm vừa qua, Trung Quốc đã không dưới 500 lần đem tàu chiến, đem quân đội của Bắc Kinh, đem tên lửa, đem máy bay tiến ra ngoài Biển Đông để thách thức thế giới. Hành vi trên của Trung Quốc làm trái với những gì mà Bắc Kinh đã hứa đối với cộng đồng quốc tế. Hành vi trên được cho là không thể dung tha và chấp nhận được. Mỹ kêu gọi các nước cũng như cộng đồng trên toàn thế giới hãy ra tay bảo vệ Biển Đông và trừng trị Trung Quốc. Mỹ cũng không quên kêu gọi Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu-EU hãy mạnh tay trừng phạt Bắc Kinh. Chỉ có như vậy, Biển Đông mới được bình yên. Chính phủ Mỹ cũng không quên nhắc các nước trên thế giới phải hết sức cảnh giác đối với cả Trung Quốc, nhất là các nước ở khu vực Đông Nam Á, bởi vì Bắc Kinh chính là mối nguy hiểm cho toàn cầu. Trung Quốc không chỉ đem con virus Vũ Hán hay còn gọi là vũ khí sinh học hủy hoại các nước trên thế giới, mà họ còn đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm hết vùng đất này đến vùng đất khác, hết vùng biển này đến vùng biển khác. Trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã cướp được rất nhiều biển đảo ở ngoài Biển Đông. Hành vi của Trung Quốc là không thể dung tha và chấp nhận được. Các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới trong những năm vừa qua liên tục lên án kịch liệt, chỉ trích gay gắt Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn phớt lờ tất cả. Chính quyền của ông ta còn phớt lờ cả Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, phớt lờ luật pháp quốc tế, phớt lờ các nước trong khối ASEAN để bành trướng và gây gổ ở ngoài Biển Đông. Trung Quốc liên tục điều tàu
chiến điều giàn khoan ra khai thác dầu khí trái phép. Ngoài ra, quân đội của Bắc Kinh liên tục cho xây dựng các hòn đảo và bồi đắp nó lớn mạnh hơn, rộng hơn để xây dựng sân bay, bến cảng, các căn cứ quân sự hòng khống chế toàn bộ vùng biển này. Đây chính là tội lỗi mà chính quyền của ông Tập Cận Bình gây ra cho nhân loại và mẹ thiên nhiên, và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã nổi giận ra tay trừng phạt Trung Quốc bằng những trận mưa to, gió lớn, bão tố mịt mờ. Trong suốt hơn 3 tháng vừa qua, mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác. Bầu trời của Trung Quốc chỉ mang một màu duy nhất, đó là màu đen tối. Đây chính là nhân quả báo ứng mà trời và đất đang giáng đòn đau thương lên chính quyền ông Tập. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã trải qua hơn 60 ngày đêm không có ánh sáng của mặt trời. Bầu trời của Trung Quốc gần một tháng vừa qua chỉ mang một màu duy nhất, đó là màu đen tối và u ám bởi vì những cơn mưa to và rất to liên tục xuất hiện. Những cơn mưa này đã dội hàng tỷ mét khối nước từ trên trời đổ xuống nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Tây, phía Đông của phía Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân làm cho mực nước tại 533 con sông lớn bé của Bắc Kinh đều vượt cảnh báo đỏ, tức là cảnh báo lũ cấp 1, cấp cao nhất. Không những thế, gần 30 ngày đêm vừa qua, phía Trung Quốc còn liên tục xuất hiện lũ quét, sạt lở, động đất, vỡ đê, vỡ đập, vòi rồng, trong đó có cả cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, trong bản tin dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, có một tin được cho là rất xấu và đáng buồn đối với Trung Quốc, khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nước này cho biết Bắc Kinh tiếp tục đón nhận những tin được cho là rất xấu bởi những trận mưa lũ và lũ quét, sạt lở, thậm chí còn xuất hiện thêm 3 cơn bão từ nay cho đến hết tháng 10, thậm chí nó còn lan sang cả nửa đầu tháng 11. Trung Quốc sẽ tiếp tục phải hứng chịu những trận mưa to đến rất to. Nhiều khả năng nó sẽ gây ra ngập lụt trên diện rộng. Những khu vực nổi tiếng như Phượng Hoàng Cổ Trấn, Quảng trường Thiên An Môn, Bến Thượng Hải tiếp tục bị ngập chìm trong nước lũ. Nhiều nhà ga, sân bay, bến cảng, bệnh viện, trường học ở nhiều thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Vân Nam, Hà Nam, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh vẫn xảy ra tình trạng lũ quét, lũ ống và sạt lở, nhiều tuyến đê bao có thể bị vỡ. Điều này đang làm cho cơ quan đổ nợ chính quyền ông Tập Cận Bình, thủ đô Bắc Kinh ăn không ngon, ngủ không yên. Chính vì vậy, giới chức cao tầng của nước này vào chiều ngày hôm qua đã phải cho tiến hành một cuộc họp khẩn cấp. Thành phần tham dự gồm người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Hoa Xuân Oánh, ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Văn Thành, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và nhiều thành phần khác, trong đó đặc biệt có Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Xuân Cường. Được biết, cuộc họp gấp vào chiều ngày hôm qua là để tìm ra những phương án để chống chọi lại với cả tình hình và thiên tai đang hoành hành tại Trung Quốc trong hơn 60 ngày vừa qua mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết không có một phương án nào hữu hiệu và tốt bằng phương án chính quyền ông Tập Cận Bình bây giờ phải ngồi cầu nguyện sám hối vì những tội lỗi của mình gây ra đau thương cho cả thế giới, đặc biệt là đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra khắp thế giới, để bây giờ thế giới đã có hơn rất nhiều người nhiễm chủng COVID-19. Đây chính là tội ác của phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, liên quan tới áp thấp nhiệt đới đang hình thành ở ngoài khơi Biển Đông và khả năng cao sẽ làm mạnh thành siêu bão lớn nhất trên thế giới, lên tới 99%. Điều này đã được các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Indonesia, Singapore, trong đó có cả Việt Nam. Việt Nam cũng đã đưa ra thông báo cảnh báo khi nói rằng hiện tại trên Biển Đông, biển đang động rất mạnh, khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sóng biển dâng lên rất cao, đề nghị tàu thuyền phải tìm nơi tránh trú ngay lập tức bởi vì bão đang di chuyển với tốc độ khá nhanh. Tâm điểm của bão mới này đang có gió giật rất mạnh, và nếu như cơn bão này đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc thì Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây tiếp tục bị nhấn chìm và ngập lụt. Theo cơ quan cảnh báo động đất và thiên tai Trung ương Trung Quốc cho biết, nếu như cơn bão này ập vào Bắc Kinh, lũ ống, lũ quét sẽ tiếp tục đổ dồn dập từ thượng nguồn con sông Dương Tử, con sông Mekong và con sông Hoàng Hà đổ về hồ thủy điện đập Tam Hiệp, và nhiều khả năng đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ không chịu được áp lực nước, dần dần dẫn tới vỡ, và khi nó vỡ, một điều tồi tệ kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người sẽ xảy ra đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy, cơ quan cảnh báo động đất và thiên tai phía Trung Quốc đã phải phát đi thông báo cảnh báo khẩn cấp, cấp độ đỏ, cấp độ cao nhất cho các cơ quan ban ngành, cho các lực lượng chức năng cùng người dân của Trung Quốc đại lục có những phương án tốt nhất để phòng chống lũ lụt, bởi vì nhiều khả năng cơn bão mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông sẽ đổ bộ trực tiếp vào phía Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, có thể nói rằng năm 2022 là một năm đại họa của Trung Quốc. Quả đúng là không sai. Những lời cảnh báo, những lời tiên tri hay những điểm báo liên tục ứng nghiệm thực tế đối với kẻ trực quốc trong suốt đầu năm tới tận bây giờ. Trung Quốc cứ liên tục hứng chịu nhiều điều tồi tệ và tối tăm cho năm 2022. Bão cũ chưa qua, nay bão tới lại tiếp tục hình thành và ập vào khiến quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh liên tục bị phong tỏa. Chính quyền của ông Tập Cận Bình trong suốt hơn 3 tháng vừa qua ăn không ngon, ngủ không yên vì bão tố, mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tục càn quét Trung Quốc tới tận bây giờ, chưa buông tha và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Chỉ trong vòng hơn 100 ngày vừa qua, Trung Quốc đã phải hứng chịu 12 cơn bão siêu mạnh và 3 trận động đất mạnh khiến cho tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc bị vùi dập, 6 trận lũ quét và sạt lở cùng lũ lụt xảy ra khắp các tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Tất cả những điều trên cho thấy, bề trên vẫn đang tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc và những cá nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật vẫn đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Vì chính quyền của ông ta đã gây ra nhiều đau thương cho thế giới, cũng như những chỉ đạo, những đường hướng của ông ta hoàn toàn sai lầm đối với các nước láng giềng xung quanh mình. Tuy nhiên, có một điều cực kỳ tồi tệ, đó chính là chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn bất chấp việc mưa to, gió lớn, động đất ở Trung Quốc mà vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gỗ, đánh nhau với cả một số nước trong khu vực, đặc biệt là đi xâm chiếm lãnh hải ở ngoài Biển Đông, gây ra rất nhiều mối quan ngại cho tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Và đây chính là nguyên nhân vì sao mà mẹ thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc để dạy cho chính quyền của ông Tập Cận Bình bài học đau thương và để cho chính quyền của ông ta không đi gây gổ, đi gây hấn, bắt nạt các nước trong khu vực. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại!